Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Bộ phim hôm nay là câu chuyện về ngũ giác tình yêu của năm người bạn quen nhau thông qua đam mê chơi game của mình. Câu lạc bộ game bất ổn của họ sẽ trải qua những gì? Cùng theo dõi tiếp nhé. Đầu tiên sẽ là cuộc gặp gỡ định mệnh của đôi chính. Amano đang mua con game mới ra thì Tendo đi tới cũng vì tìm nó. Cô thấy Amano nên hỏi chuyện cậu. Amano hoang mang sợ hãi các thứ các thứ vì cô ấy là một nữ thần, là idol của trường học lại đi bắt chuyện với thằng ất ơi như mình sao. Cô vừa tài năng, học giỏi lại xinh đẹp dáng trần. Lúc nào trong tủ đồ của cô ấy cũng đầy áp thư từ và quà của các nam sinh nữa. Lúc này Tendo cúi xuống nhặt giúp Amano những bộ game rơi dưới sàn, họ đều tìm ra được thứ mình thích. Tendo thấy cậu ấy là người có nhân tố xuất sắc cho việc trở thành game thủ chuyên nghiệp nên đã mời Amano tham gia câu lạc bộ game của mình. Trong lúc đó ở trong quán điện tử, Tasuku đang chơi cùng đồng bọn của mình rất vui vẻ thì cô bạn gái hờ có mái tóc màu hồng tên là Azuji đi tới. Tưởng gì hóa ra cô ấy đến nhờ Tasuku gắp thú bông cho mình bởi cậu ta là một game thủ xuất sắc. Nhưng cô cũng chẳng có tiền mà đưa cho Tasuku nên cậu phải bỏ tiền túi ra mua lượt gắp thú cho cô. Azuji tưởng Tasuku gắp trượt nhưng hóa ra cậu còn thông minh và chuẩn xác hơn bằng cách móc vào cái tem của con thú để kéo nó lên. Sau đó cũng gắp được con mèo mắt lắc tặng cho Azuji khiến cô phấn khích vô cùng, lại càng thêm thần tượng bạn trai mình đưa. Tasuku thấy thế tỏ ra lạnh lùng nhưng lại quay đi cười sung sướng khi có cô bạn gái ngốc nghếch dễ thương đến vậy. Trời tối Tasuku đưa Azuji về thì bất chợt nhìn thấy Amano đứng một mình trong công viên. Tasuku biết Amano là một otaku nghiện game lại còn tính tình kỳ dị, luôn cô lập bản thân với mọi người. Anh liền nghĩ bụng kẻ như thế thì đâu có cô gái nào ngó ngàng đến, ít ra còn thua anh vì anh có Azuji ngốc ngách đáng yêu này. Thế nhưng Tasuku đâu biết Amano đang nói chuyện với nữ thần của trường học, chỉ là cô ấy đang cúi xuống nựng màu nên bị ghế che khuất thôi. Lúc đó Tendo tâm sự với Amano rằng cô cũng yêu thích game như việc học tập. Cô chuyển tới đây học chỉ vì muốn tham gia một câu lạc bộ game chuyên nghiệp nhưng nó lại tan rã ngay đầu năm. Nên cô đã quyết tâm gây dựng lại nó và Amano sẽ là người mà cô mong muốn có mặt trong câu lạc bộ của mình. Lời nói của cô ấy đẹp và dịu dàng như những cánh hoa bay ngập trong gió kia vậy. Amano không tin có ngày cô ấy lại tâm sự gần gũi với một kẻ như mình nên cứ đứng đưa ra. Rồi mẹ của Tendo gọi điện cho cô về vì đến 8 giờ tối rồi mà không thấy con gái. Trước khi đi cô còn không quên dặn Amano ngày mai hẹn gặp nhau để đến câu lạc bộ. Trở về nhà, Amano vừa nằm chơi game vừa nghĩ tới đề nghị của cô ấy, cậu âm thầm háo hức trong lòng biết bao nhưng bỗng có tin nhắn tới. Hóa ra là cô bạn thân qua game tên là Mono dù Amano giúp đỡ nhiệm vụ cày quốc chiến đấu, nhấn mạnh lại là cô bạn thân Mono chứ không phải Mono ú ỏa đâu nhé. Hôm sau tới giờ ra chơi thì Mono lại nhắn tới nhờ Amano chơi game kéo rank cùng. Đúng lúc đó Tendo đi tới để đưa Amano đi đến câu lạc bộ. Mọi người xung quanh ngạc nhiên khi kẻ tự kỷ của lớp lại được idol tới tận nơi đưa đi đâu đó. Khi đến hành lang Tendo giới thiệu cho Amano một người sẽ tham gia cùng anh. Cậu ấy là Misu, một chuyên gia trong trò xếp hình. Thầy có thêm một người nữa được cô ấy để ý đến. Amano buồn lắm vì nghĩ chỉ một mình cậu được nữ thần chú ý tới. Cậu chỉ ước có ai đó đấm cho mình một nhát để cậu tỉnh ngộ mà thôi. Thế nhưng Misu lại thân thiện. Cậu ta đưa tay ra để chào hỏi Amano trước rồi nở một nụ cười khiến Amano cũng bớt sự ác cảm. Rồi họ bắt tay nhau như những người anh em thiện lành. Tới nơi! Amano và Misu đều ngạc nhiên về mọi thứ trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Rất nhiều máy chơi game đời mới, lại còn đa thể loại. Sau đó Tendo giới thiệu cho họ về Lily và Kaka cùng những giải thưởng họ đạt được trong thời gian qua. Thì ra chơi game nghiêm túc mà cô ấy nói là như vậy. Kaka chào đón tân binh bằng cách test luôn trình độ của hai họ. Anh không nương tay trong cả 49 trận nên Amano đã gục rất sớm. Sau đó Kaka nhận xét tốt về Misu khi cậu ấy hạ được anh ta những bà mạng. Dù Misu vẫn thua nhưng chưa lính mới nào làm được như cậu còn anh lại chê Amano có chút kinh nghiệm nhưng cứ nhảy tâng tâng lơ đãng, lại không biết chơi đồng đội. Nghe đàn anh nói thế cậu chỉ biết cười ngây thơ rồi lại cúi gằm mặt ngại ngùng xấu hổ. Tendo phải hòa giải sự khó xử này và xin nghỉ giải lao. Trong khi cô và hai lính mới nghỉ ngơi tâm sự thì hai anh chị kia vẫn cặm cụi chơi tiếp. Tendo bắt đầu hỏi về lý do mà họ chơi game. Cô nói ai cũng có lý do của riêng mình. Kaka có cha làm lính nên anh ta được đào tạo từ bé. Lily thì muốn cứu người thương ở bên kia thế giới. Misu thì mất ký ức nhưng chỉ nhớ mỗi xếp hình nên thành cao thủ. Toàn lý do nghe có vẻ hợp lý. Amano uống ngụm coca mà phụt đầy ra sặc sụa. Chỉ có mỗi cậu là yêu thích thông thường thôi sao? Cậu còn chẳng có lý do nào khác. Tuy nhiên mọi người đều động viên Amano tham gia. Kaka và Lily khó gần nhưng họ rất tốt bụng. Kaka hứa sẽ đào tạo game cho cậu. Lily thì tặng hẳn máy chơi game. Tendo và Misu thì tặng cho Amano một nụ cười thánh thiện. Mọi chuyện cứ như mơ với Amano vậy. Cuối cùng Amano từ chối chỉ vì nơi này co có trò mà cậu thích. Trở về lớp học, Amano tức nổ mắt vì bỏ lỡ một hội tốt như thế. Nhưng thấy Mono gọi chơi game thì Amano lại vui vẻ quên bẵng đi ngay. Chưa kịp vào game thì Tendo lại đến mời tham gia lần nữa. Cô này nỉ, đưa tay ra tưởng Amano sẽ nắm tay mình đồng ý nhưng cậu ta lại buông tay để chơi cùng người khác và còn từ chối cô lần nữa. Tendo bị từ chối phũ phàng trước mặt bao người, cô òa à khóc. Amano chân thành xin lỗi nhưng cô càng khóc to hơn mọi người xung quanh thấy bất bình thay cho nữ thần của trường. Tendo xấu hổ quá chạy đi thì trượt vỏ chuối ngã SML. Không thể để mất hình tượng thêm nữa, cô vùng dậy chạy thật nhanh khỏi đó, nhưng vẫn khóc trong sự ấm ức. Tasuku cùng các học sinh khác trong lớp đều thấy phẫn nộ trước thái độ thản nhiên của Amano khi cậu ta vừa làm tổn thương một người mà ai cũng thần tượng. Ai cũng biết Amano có vẻ tự kỷ, kỳ quặc nhưng Tasuku vẫn cảm thấy chút gì đó ghen tị. Trước đó Tasuku ăn cơm cùng nhóm bạn thì cô bạn gái nhỏ của anh Tete mang cơm chạy đến. Ai ngờ mở ra thì hộp cơm đã xáo trộn hết cả như một đống hồ lốn khiến Tasuku cũng chán chẳng muốn ăn. Sau đó mọi người rủ nhau đến khu vui chơi, Tasuku thấy hơi đông nên tách ra đi lẻ một mình. Cậu ta tới nơi gấp thú, nhưng lần này thì gấp trò chơi điện tử. Lần đầu tiên bị trượt vì mải suy nghĩ lung tung, lần hai cậu đã gấp chúng nhưng sau đó giật mình khi thấy Amano đứng ngay cạnh từ bao giờ. Amano có vẻ thích thú với con game mà Tasuku gấp được, sau đó là luôn miệng nói về nó khiến Tasuku hơi ngạc nhiên lần này cậu ta tự bắt chuyện với tasuku lại còn nói nhiều khác hẳn mọi khi nữa thấy tasuku không nói gì amano liền nhận ra bản thân đã hơi mất kiểm soát bèn xin lỗi và bỏ đi tasuku đi theo amano lên lầu thì thấy cậu ta nhòm ngó để xem xét học hỏi nhưng amano quá nhút nhát không dám thử sức nên lại bỏ đi thấy thế tasuku giữ cậu lại và rủ chơi cùng tasuku biết được amano đã từng đứng ở đây chỉ để tìm hiểu và xem người ta chơi cả ngày rồi đi về nên lần này anh phải để cho cậu ta thử một lần cho biết Hai người ngồi đối diện nhau, Tasuku biết trình độ của Amano chỉ nhỉnh hơn cô bạn gái ngốc nghếch của cậu một chút nhưng vẫn là quá tệ, đến cả đứa tiểu học cũng hạ được cậu ta, nhưng Amano lại chẳng nhận ra điều đó. Cậu vẫn nỗ lực thử đi thử lại vài lần khiến Tasuku nản mà khóc thành dòng sông. Nhưng thấy Amano thua mà vẫn vui vẻ, háo hức nên Tasuku đành rủ cậu ta chơi tiếp những trò khác trong khu giải trí. Họ đã có một buổi trải nghiệm vui vẻ cùng nhau. Khi đi uống nước giải lao thì Amano thấy nhóm bạn của Tasuku đi tới nên cậu chạy đi chạy qua cả Tendo. Tasuku biết điều đó nhưng cũng không mảy may gì bởi cậu ấy vốn luôn lập dị như thế. Nhưng suy nghĩ một hồi, Tasuku đưa túi sách lại cho Azuji cầm giúp rồi sau lại chạy đuổi theo Amano. Qua nhiều con phố cuối cùng cũng nhìn thấy Amano trên cầu, Tasuku gọi cậu ta đứng lại rồi chạy lên cầu. Anh mắng cậu tại sao lại bỏ chạy, tại sao phải nhút nhát như thế. Còn Amano chỉ đơn giản là muốn bảo vệ danh tiếng cho Tasuku. Cậu không muốn mọi người hiểu nhầm Tasuku đang thân thiết với một kẻ lập dị như mình bởi Tatsuku đang sống như những người bình thường khác. Nghe thấy thế, Tatsuku nổi giận, cậu ta cũng từng giống như Amano hiện tại, chìm đắm vào game mình thích, tách biệt khỏi mọi người và thấy cuộc sống tẻ nhạt vô vị. Nhưng anh đã rất cố gắng để hòa nhập và cải thiện bản thân như hôm nay. Anh nghĩ mắng Amano còn từ chối cả Tendo và câu lạc bộ kia chỉ vì thấy mình cao thượng, còn trong mắt anh thì việc đó chẳng là gì. Thấy bản thân bị xúc phạm, lại còn cả Tendo và câu lạc bộ nữa nên Amano nổi điên cậu ta để Tasuku ra sát lan can cầu và bắt phải xin lỗi. Phía dưới là dòng xe qua lại nương nượp, Tasuku sợ xanh mặt rồi chuyển sang tím tái. Con ngờ người như Amano cũng có lúc nổi giận lôi đình, khi bình tĩnh lại cả hai đều biết mình có lỗi, họ nói cho nhau hiểu hơn về quan điểm và tính cách của bản thân. Sau đó mỗi người lại đi một hướng để tiếp tục cuộc sống, dù sao Amano cũng đã cởi mở, còn Tasuku thì đã không còn ghét bỏ kỳ thị Amano nữa. Tasuku đi qua thấy Tendo có vẻ đang thất thần, Hóa ra cô ấy đang say đắm nhìn theo bóng của Amano khi vừa chứng kiến cậu ấy bênh vực cô và câu lạc bộ. Tatsuku không muốn cho cô ấy nữa, bèn quay trở lại khu vui chơi. Lúc này Azuji đang mêu máu đứng chờ Tatsuku vì cô còn ôm cả túi đồ của cậu nữa. Tatsuku đành đi gấp thú bông để đền tội. Thấy Tatsuku gấp trượt cô ngạc nhiên lắm, Tatsuku lại hỏi cô vì sao lại thích anh. Azuji trả lời rằng từ ngày xưa thời Tatsuku còn lầm lũi đeo kính là cô đã thích rồi. Mỗi khi gặp nhau ở đây Tasuku còn cho cô ấy gấu bông mà cậu gấp được nên cô đã thay đổi bản thân để trở nên dễ thương hơn. Sau đó lên cấp 3 cô gặp lại Tasuku ở trường, lúc này Tasuku đã ngầu hơn rất nhiều nên cô quyết tấn công bằng được. Lúc này Tasuku mới hiểu cô ấy là người của ngày đó, thời kỳ đen tối suy si sụp nhất của anh mà cô ấy đã xuất hiện và chấp nhận anh từ ngày đó rồi. Bỗng nhiên Tasuku lại thấy Azuji đáng yêu đến kỳ lạ. Mặt anh đỏ bừng lên rồi co giò chạy mất để lại Azuji ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả. Hôm sau tới lớp Tasuku chủ động hỏi chuyện Amano một cách vui vẻ. Đám bạn của anh ngạc nhiên khi người như Tasuku lại để ý và chơi với kẻ tự kỳ như thế. Tasuku chỉ cười tươi và nói rằng cũng bởi họ có chung niềm đam mê điện tử thôi. Sáng ra tới trường, Tasuku đã hàm hàm sát khí đi tìm Amano để trách tội cậu khi đã giới thiệu một con game củ chuối cho anh. Tasuku nói tuy ban đầu khá hấp dẫn nhưng càng chơi càng nhảm. Tasuku không ngừng lèm bèm về nó. Amano chỉ biết xin lỗi bạn mình vì cậu cũng biết nó chuối cả nải thật nhưng cậu vẫn thấy có gì đó hấp dẫn khó tả nên chia sẻ với Tasuku. Tasuku đành bỏ qua và hỏi về chuyện của Amano và Tendo. Amano tỏ ra bình thản vì cậu hiểu mình ở cách xa cô ấy cả một trời một vực nên cũng không có ý định gì cả. Hơn nữa bản thân cậu vẫn muốn chơi game thuần túy cô đơn hơn. Nói xong Amano lôi điện thoại ra và nói cô bạn Mono lại rủ cậu chơi cùng. Tasuku cũng công nhận Amano không hợp với Tendo chút nào cả nên cậu quyết định sẽ giúp bạn mình tìm đối tượng đúng kiểu luôn. Tatsuku lôi Amano đến lớp của cô gái tóc xoăn nổi tiếng là một otaku nghiện game. Nhưng Amano còn ngại và chẳng biết làm gì để tiếp cận cô ấy cả. Lúc này Azuji đi tới đưa Tatsuku đi hẹn hò nên chỉ còn lại một mình Amano xoay sở. Bất ngờ khi đây lại chính là lớp của Tendo và Misu. Tendo đang tương tư tới Amano thì nghe thấy tiếng cậu ấy đang nói chuyện với Misu ở ngoài. Cô vui mừng định ra gặp Amano thì lại nghe cậu ấy nói không đến để gặp mình mà gặp người con gái khác làm cô muốn hóa thành cát bụi. Amano mạnh dạn đi vào hỏi chuyện Moji nhưng cô đeo tai nghe nên không biết gì. Tendo liền cố gắng đi ra chào Amano. Cậu liền nhớ lại lời của Tasuku dặn dò phải nói cho rõ ràng nên Amano dõng dạc tuyên bố với Tendo việc cậu đến để làm quen với cô gái Mori nổi tiếng này. Tendo ngã ngửa, mọi người xung quanh thì hoảng hốt khi thấy cô ấy suy sụp đến thế. Lúc này Moji mới phát hiện ra Amano nên vô cùng sợ hãi. Amano đành lấy lý do về trò chơi cô đang chơi để nói chuyện. Họ ra bến xe buýt ngồi nhưng cách xa nhau. Amano bắt đầu câu chuyện trước nhưng cả hai lại nhìn nhau ngại ngùng. Moji tưởng Amano ở trong câu lạc bộ game cùng Tendo nên cô ra sức từ chối tham gia. Amano vội vàng giải thích bản thân cũng được mời nhưng cậu đã từ chối. Lúc này họ đã bắt được tần số của nhau, đều tìm ra được những điểm chung khi không thích những thể loại game cày quốc thi đấu tranh giải. Hơn nữa họ cần khoảng trời riêng để tận hưởng như những kẻ nghiệp dư tự do và đơn giản chỉ là yêu thích đam mê rất đỗi bình thường. Hai người bắt tay nhau như những chiến hữu thực thụ. Từ đó họ bắt đầu thân thiết hơn, thường xuyên trao đổi tin tức với nhau, có lẽ đã hơn cả mức Tasuku mong đợi ở Amano. Tendo luôn theo sát hai người họ, chưa bao giờ một nữ thần được các nam sinh theo đuổi lại phải lễu đẽo đu bám một người chẳng có gì nổi bật. Hẳn là Tendo thấy đau lòng lắm khi Amano vui vẻ bên cạnh Moji. Còn Amano hợp với Moji thế nào đi nữa thì ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây họ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn khi đi sâu hơn vào một vấn đề cụ thể. Amano chạy tới tìm Tasuku để giúp cậu giải quyết tranh chấp với Mori. Mỗi người họ nói đều có ý đúng, chỉ là quan điểm góc nhìn khác nhau nên đâm ra cãi nhau ầm ĩ, chỉ là từ nhân vật hoặc âm thanh trong game. Hai ông bà quay ra miệt thị lẫn nhau là thằng đầu tôm óc chứa toàn chất thải hay là tóc xoăn như bún rối. Tasuku không nghe nổi nữa, anh bắt đầu phân xử. Việc tranh chấp về đam mê chung của hai người nó không liên quan gì đến ngoại hình, nên việc miệt thị nhau là không thể chấp nhận được. Hơn nữa Amano lại là nam tử, tranh cãi việc này đến tận cùng với một cô gái chẳng có gì hay ho. Họ bình tĩnh hơn được một chút, lại tiếp tục quay ra cắn nhau ngay lập tức. Tasuku thấy bất lực luôn rồi, nhưng bây giờ anh phải đi vì có hẹn với Azuji. Amano nhìn ra cửa sổ đã thấy cô ấy giận dữ đứng nhìn ngoài đó. Thế nhưng Tasuku không hề biết lại còn quay ra an ủi Moji. Khen cô rất xinh và không nên tự ti về ngoại hình với mái tóc xoăn đáng yêu này nếu muốn chỉ cần ngắn đi một chút là auto thiên thần. Amano lo lắng cho Tasuku, không biết tí nữa ra ngoài cậu sẽ phải đối diện với Azuji như thế nào đây. Trời đã tối, Tasuku đưa Azuji về. Anh nhận ra hôm nay cô ấy im lặng lạ thường. Sau đó anh phải giải thích hôm nay đã giảng hòa cho Moji và Amano. Nghe thấy tên cô gái đó là Moji, Azuji liền sầm mặt bỏ đi trước. Hôm sau các nam sinh đang thi nhau bàn tán về một hot girl mới nổi. Tasuku đang nghĩ còn ai vượt được nữ thần Tendo nữa. Đúng lúc ấy, Amano đi đến và hỏi chuyện về Azuji. Tasuku ngạc nhiên khi thấy Amano quan tâm bạn gái mình như thế. Đột nhiên Moridi tới với một bộ váy ngắn và mái tóc ngắn. Cũng chỉ vì nghe lời khuyên của Tasuku khiến cho mọi thứ ngắn lại mà bây giờ cô dễ thương gấp bội. Thế nhưng lời khen của Tasuku lại bị Azuji nghe thấy ngay lúc đó. Cô ấy thất thần chạy đi, Amano không kịp báo cho Tasuku nữa, cậu nhanh chân đuổi theo cô ấy. Trên đường đi Amano gặp được Tendo Cô ấy lại nhận thêm một cú sốc nữa khi Amano lại đuổi theo một cô gái khác. Amano gặp được Azuji, cô ấy còn tưởng Amano cũng muốn tranh giành Tasuku với mình nên rất kỳ thị cậu. Amano đành mời cô đi uống nước để nói chuyện cụ thể. Cậu giải thích cho cô hiểu Tasuku chỉ thích cô thôi, còn chuyện vừa rồi là một sự hiểu lầm tai hại. Azuji có vẻ vui hơn, cô đi lấy thêm nước để mời lại Amano. Thế nhưng cậu giật mình nghe tiếng đổ vỡ, quay ra thấy Azuji đang hốt hoảng nhìn ra ngoài phố. Ở đó Tasuku và Moji đang đứng sát cạnh nhau một cách thân mật. Phen này thì Amano hết giải thích hộ cậu ta được rồi. Tạm thời sẽ chuyển sang cô nàng Tendo xem một ngày bình thường của nữ thần sẽ như thế nào nhé. Buổi sáng Tendo thức dậy đúng 5 giờ 30 phút sáng, sau đó đi tập thể dục rồi về tắm rửa, chuẩn bị trước bài vở rồi ăn sáng. Cuối cùng là ăn mặc gọn gàng rồi đi học. Khi tới trường việc làm đầu tiên là tôi cười chào hỏi bạn bè sau đó là nhận một đống thư từ của nam sinh chất đầy trong tủ đồ. Giờ ra chơi còn phụ giúp giáo viên, đúng chuẩn học sinh gương mẫu. Nhưng điều buồn nhất trong ngày là cô phải đi từ chối tình cảm của những người gửi thư tỏ tình với mình. Việc đó thật khó khăn nhưng không còn cách nào khác. Sau đó cuối giờ học là tới câu lạc bộ game, mỗi người trong nhóm ngồi yên vị một chỗ, không ai làm phiền ai, tự mình luyện tập rèn giữ kỹ năng. Tôi đến Tendo chăm chỉ học bài rồi đi ngủ sớm. Nhưng kể từ khi con tim rung động vì Amano thì sáng Tendo ngủ trương đến 7 giờ, sau đó dậy mau mau chuẩn bị sách vở và ăn sáng. Rồi đầu bù tóc rối nhưng vẫn phải ngắm vuốt cho thật kỹ sau đó là chạy băng băng đến trường. Khi thấy Amano thì e ngại mặt đỏ bừng lên rồi nấp sau lưng bạn mình. Giờ ra chơi Tendo vẫn tranh thủ đi giúp bê đồ cho thầy hóa nhưng cô vẫn cố lướt qua lướt lại lớp của Amano. Đến khi nào thấy cậu ấy thì lại ngại chạy mất. Chiều tan học Tendo vẫn đến câu lạc bộ game. Nhưng thay vì tập trung rèn luyện cô lại tâm sự với Lily tâm tư của mình. Sau đó là tự nói tự cười như điên. Đúng là chẳng có ai bình thường khi yêu, kể cả là với một idol của trường như Tendo. Kaka phải nhắc nhở cô phải nghiêm túc hơn sau một khoảng thời gian phong độ tột dốc. Về nhà Tendo nằm nghĩ lại, cô tự biết bản thân phải nỗ lực hơn nữa để quên đi mọi chuyện. Nhưng vừa cứng rắn được một chút thì lại tơ tưởng đến cảnh Amano muốn gia nhập nhóm, cô sẽ lại đồng ý và hướng dẫn nhiệt tình cho Amano để cậu giỏi hơn. Rồi nghĩ tới nhiều chuyện khác nữa, nên cứ cười rồi lăn lộn một mình trên giường cho tới tận 2, 3 giờ sáng. Chẳng trách sáng không dậy nổi, hôm nay Tendo ngồi chiến đấu với Misu trong trò xếp hình. Đang thế cân bằng mà Misu lại nhắc đến tình hình của Amano và Moji khiến cô chết lặng và buông game luôn. Tendo đi dạo trên phố, cô tự nhìn thấy bản thân phở phạc hốc hắc, chẳng còn nét vui vẻ đáng yêu của nữ thần ngày trước nữa. Cô quyết định phải đi tìm Amano để bắt cậu ta chịu trách nhiệm cho việc này. Vừa nói xong thì gặp luôn Amano trên phố. Cậu ngồi nhà chơi game cả ngày nên bị mẹ mắng đuổi ra ngoài chơi. Tendo thấy Amano là quên luôn định nói gì. Cô rủ Amano đi tản bộ cùng nhau để nói chuyện. Amano ngại ngùng từ chối nhưng Tendo quyết không để điều ấy xảy ra. Sau đó họ tới nơi đầu tiên gặp mặt nhau, cùng mua bộ game yêu thích, rồi cùng đi bộ tới trung tâm giải trí. Tendo nghe Amano nói gần đây hay tới chơi với một người làm cô thấy khó chịu khi nghĩ tới mua gì. Trần An lại tinh thần, cô phải vào đây để xem Amano đã chơi những gì với ai. Khi vào trong Amano dừng lại ở nơi gấp thú bông, cậu định gấp tặng cho Tendo nhưng thấy cô ấy có vẻ không thích. Đó là bởi Tendo đang tưởng tượng ra Amano và Moji vui vẻ với nhau cỡ nào khi chơi trò đó. Tendo tức điên lên đập đầu vào máy bắn sèn. Amano phát hiện ra hôm nay lượng sèn được nhân 3 lần nên cậu thử vận may. Quả nhiên được một lọ đầy. Tendo tức giận quyết định sau 30 phút họ sẽ thi đấu với nhau xem ai thu được nhiều sèn hơn từ các loại trò chơi. Cô sẽ chứng minh cho Amano thấy năng lực của bản thân và cũng là để cô nghiêm túc lại với chính mình. Kết thúc thời gian Tendo trở ra với một hộp tràn đầy còn Amano đã cạn sạch chẳng còn một xu. Dù thua nhưng cậu vẫn cười vui vẻ khi được trải nghiệm mọi thứ. Tendo tức điên lên vì cô đã chiến thắng nhưng chẳng vinh quang gì khi thấy Amano không có tinh thần thi đấu gì cả. Bỗng một đồng xu lăn xuống, Amano đi theo nhặt lấy nó và nhìn thấy trò cá cược. Cậu dùng nó để thử vận may nhưng cũng chẳng ăn thua. Lúc này hai người ra ngoài uống nước, Amano lại hên trúng thêm một lon để mời Tendo. Cô thấy cậu ấy vui vẻ khi chiến thắng, khác hẳn với quan điểm chơi game không cần thắng thua thường ngày. Amano giải thích rằng thắng hay thua đều quan trọng như nhau, nó đều mang lại những trải nghiệm đặc biệt cho cậu khác hẳn với việc cày cuốc áp lực thành tích như câu lạc bộ điều này khiến tendo hiểu ra cô cũng thấy bản thân quá cứng nhắc mà đã thực sự bỏ lỡ niềm vui tận hưởng chơi game thuần túy nhờ có hôm nay trải nghiệm cùng amano mà tendo biết được mình phải làm gì cho bản thân trong thời gian sắp tới trở lại với hiểu lầm tai hại của azuji với tasuku vừa mới vài phút trước tasuku gọi điện mãi cho amano và azuji không được không hiểu amano đuổi theo azuji vì lý do gì trong khi đó, Moji cứ lẽo đẽo theo sau vì muốn làm nhà phát triển game cùng Tasuku. Chợt Tasuku nhìn thấy trò mà Moji đang chơi rất giống với Amano. Nghĩ kỹ lại cậu còn phát hiện ra tên cô ấy trong game là Mono. Cậu liền hỏi Mori nghĩ gì về Amano. Cô ấy lại cho rằng bản thân ghét Amano vì cái tính chấp nhặt. Thế nhưng cô đâu biết hai người lại là bạn thân trên game cơ chứ. Chỉ có Tasuku nhanh ý nhận ra nhưng biết nói thế nào với hai người này vì họ như nước với lửa vậy. Tasuku cũng không muốn bất công với nữ thần tendo nên cậu phải tìm cách cho họ gặp nhau để ba mặt một lời trước tiên Tasuku gọi Amano và Moji ngồi nói chuyện bình tĩnh lại về vấn đề làm nhà phát triển game của Moji trong lúc đó sẽ mời cả tendo làm cố vấn vì cô ấy có khá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này Amano và Moji nói được vài câu là lại gây lộn tendo nhìn còn tưởng họ là một đôi Tasuku ghé tai nói nhỏ với cô ấy để giải thích hộ Amano nhằm ghi điểm hộ cậu bạn thân nhưng Amano và Moji còn tưởng Tasuku và tendo có gì đó với nhau Lúc này Azuji đứng ngoài chứng kiến cũng thấy thế liền gọi Amano ra hỏi chuyện. Mori còn tưởng Amano và Azuji là một cặp vì hôm trước thấy Amano đuổi theo cô ấy. Tendo và Tasuku nghe xong hốt hoảng. Họ nghĩ cuộc gặp này quả là sai lầm lớn. Ai cũng muốn thoát khỏi tình cảnh chớ trêu ông chàng bà chủ này. Amano lại ngồi nói chuyện với Azuji ở quán cà phê. Cô ấy có vẻ rất kích động, liên tục quất lớn kèm theo cấu véo đánh đập Amano về tội đã hứa giúp cô ấy và Tasuku mà lại xảy ra chuyện như vừa rồi. Nghe Azuji vừa khóc vừa mắng, mọi người quay ra nhìn còn tưởng Amano là một thằng cha nam. Phải để phục vụ ra nhắc nhở hai người mới yên lặng được một chút. Amano cũng không nghĩ Tasuku lại thay đổi từ Moji sang cả Tendo. Cũng phải thôi, chẳng ai là không muốn cặp với nữ thần cả. Hai người họ quyết tâm sẽ giúp nhau trong chuyện này. Đúng lúc ấy Moji đi qua, nhìn thế này rất dễ hiểu nhầm nên Amano chạy ra giải thích. Azuji rất cảm kích về hành động vừa rồi của Amano. Cô hứa sẽ giúp đỡ cậu gần hơn với Tendo trong lúc ấy tasuku vẫn đang chơi ở trung tâm giải trí mọi người đều nhìn tasuku một cách kỳ lạ khi chẳng chơi gì mà tay vẫn cứ thao tác phím như thường đâu biết trong đầu cậu đang dối tung vì sợ bạn gái mình hẹn hò với amano amano về nhà chơi con game mới mua cùng tendo cậu ngủ quên mất còn mơ thấy mình bày tỏ tình cảm với tendo và bị cô ấy từ chối hôm sau đi học tasuku quá mệt mỏi với amano khi cậu ta rõ thích tendo mà còn bày đặt nghĩ bản thân mình không là gì trong mắt cô ấy tasuku không hiểu thằng bạn mình sao mà ngu dữ đến mức chẳng thể nhận ra tình cảm của tendo lại còn đi dính đến cô bạn gái của anh tasuku đành hết mực khuyên giải lần nữa cho amano amano lại thấy hôm nay tasuku tốt đến lạ thường nên nắm tay cậu để cảm ơn ai ngờ moridi tới thấy hai thanh niên trai tráng nắm tay nhau tình cảm trong lớp vắng vẻ cô còn sợ họ có vấn đề nên sợ quá chạy mất tasuku không muốn bị hiểu lầm thêm nữa nên chạy đuổi theo để giải thích một mớ lòng vòng cứ thế diễn ra giữa họ mà chưa có dấu hiệu hồi kết Tasuku đuổi kịp Moji và mời cô ấy vào quán nước nói chuyện. Mori kể lại với Tasuku chuyện Amano đã khoe khoang về Azuji là cô bạn gái tốt cỡ nào. Vào lúc đó, Amano giải thích cho Moji hiểu nhưng cô lại hiểu lầm tiếp rồi. Tasuku nghe thì không tin lắm nhưng anh ngẫm thấy thế giới này thật tàn nhẫn với những hiểu lầm luẩn quẩn mà chính anh cũng mắc phải. Đúng lúc đó, Amano và Azuji cũng lén đi vào ngồi sau họ để nghe trộm. Thấy Moji nói rất ngưỡng mộ Tendo coi cô ấy như thần tượng và nếu được làm bạn thì không còn gì bằng thì Amano và Azuji thở phào nhưng tới lượt Tasuku thì cậu ta khen Tendo xinh đẹp hoàn hảo điều đó với Amano và Azuji là không thể chấp nhận được Tasuku còn khen Moji cũng rất dễ thương còn xoa đầu cô ấy khiến cô ấy hốt hoảng chạy mất Amano và Azuji thì sốc lắm cậu không biết nói gì với thằng bạn thân sát gái của mình nữa Amano quay sang nhìn Azuji thì cô ấy đã rơi vào trạng thái mê sảng miệng nói làm nhảm từ bao giờ sau khi chấn tĩnh lại cả hai ngồi bàn bạc với nhau kế hoạch tác chiến sắp tới. Amano vẫn còn trần trừ do dự nhưng Azuji luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Với cô thì việc cố gắng còn hơn là ngồi đó chỉ nghĩ ngợi đủ lý do rồi thất bại vì chẳng làm được gì. Amano hiểu ra, cậu cũng sẽ thử nói với Amano, đâu mất gì, trước tiên họ sẽ làm bạn của nhau, rồi đâu đó sẽ tính tiếp. Trong lúc đó Tendo đang từ chối tình cảm của người khác theo văn mẫu mà cô thuộc lầu vì ngày nào cũng phải làm như vậy đến hôm nay cũng là lần 12.345 lần rồi. Misu thấy Tendo vất vả nên động viên cô, còn khuyên cô không nên cứng nhắc nó sẽ tạo nên thói quen dễ dàng từ chối tấm lòng của người khác. Thay vào đó thì nên dịu dàng, mềm mỏng hơn, có thể mở lòng một chút cũng đâu có sao. Tendo thầm nghĩ có lẽ mình nên thay đổi thì Amano sẽ bớt sợ hãi mà gần cô hơn. Tối đó Amano chơi con game mới mãi mà vẫn thất bại, cậu cứ tưởng tượng đến việc gặp Tendo là lại thua. Lúc này Azuji, Tasuku và Muno lần lượt nhắn tin tới quan tâm động viên cậu. Lúc này Amano vẫn chưa nhận ra Mono là Moji nên hai người vẫn trò chuyện thân thiết qua game. Lấy lại tinh thần và sự sáng suốt, cuối cùng Amano cũng thắng được tâm lý của mình và vượt ải thành công con game đó. Có lẽ đây là động lực to lớn giúp cậu vững tin hơn cho cuộc gặp Tendo ngày mai. Hôm sau Tatsuku đã loan tin khắp nơi là Amano muốn gặp Tendo để nói chuyện công khai. Tỏ tình hay làm gì thì chưa rõ, nhưng mọi người đã đồn nháo nhào lên làm Amano không vui. Cậu hỏi Tatsuku lý do thì anh ta chỉ nói đó là vì Amano. Nếu như thế sẽ có thêm nhiều động lực hơn, mọi người cũng sẽ hiểu được chuyện tình phức tạp vừa rồi. Trong giờ học, mấy con người này ai cũng mải suy nghĩ về chuyện Amano gặp Tendo mà phức tạp hóa vấn đề lên. Rồi còn tưởng tượng linh tinh mặt điên điên khùng khùng, chẳng chịu học hành nghiêm túc gì cả. Bố mẹ ở nhà thì công lưng ra nuôi ăn học, thế mà yêu với trả đương. Công bằng mà nói ở cái tuổi nhạy cảm này thì việc phát sinh cảm xúc mới với người bạn khác giới là khó tránh khỏi. Nhưng mấy cô cậu này tình cảm tay đôi tay ba lằng nhằng quá mức tưởng tượng họ đều quyết định sau giờ học phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Tendo tìm tới lớp của Amano sau khi tan học, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Thay vì nói câu hãy làm bạn với mình thì Amano lại nói câu gì đó khiến mọi người náo loạn. Amano bất ngờ nói câu tỏ tình giống game mà cậu ta chơi. Đó một cách vô thức còn Tendo cũng mở lòng đồng ý một cách không thể tin được. Dù trước đó cả hai đều căng thẳng và tưởng tượng đủ thứ. Từ giây phút đó Amano là người sáng chói nhất trường vì dám công khai tỏ tình với nữ thần và được cô ấy đáp lại. Tasuku chúc mừng Amano nhưng cậu không vui, cứ nghĩ bản thân mình không phù hợp bằng Tasuku. Cậu còn nghĩ định rút lại lời nói ấy. Khi gặp Tendo, Amano lại sợ hãi bỏ chạy, không dám đối mặt với cô ấy. Amano liền hẹn Azuji ra để tâm sự. Cô ấy chúc mừng Amano nhưng có vẻ khá hời hợt, bởi điều cô mong muốn là Tasuku từ bỏ Tendo nhưng cô chưa nhận ra điều đó. Amano lại rất buồn vì sau khi tỏ tình có vẻ lại khó xử hơn nên nhờ Azuji tư vấn giúp cô ấy nói với Amano hãy tự quyết định điều quan trọng với bản thân mình sau đó Amano hẹn tendo trên sân thượng tendo biết có lẽ cậu ấy muốn rút lui vì chịu áp lực quá lớn tendo không dám nhìn Amano nữa mà chỉ biết quay đi nghe Amano nói lý do gặp cô dù cậu ấy có từ bỏ cô cũng không trách cứ gì thế nhưng Amano lại tỏ tình lần nữa lần này cậu ấy mạnh dạn và nghiêm túc thực sự điều đó khiến tendo thấy khó tin nhưng con tim thì vẫn đập loạn nhịp Amano biết bản thân còn thua Satasuku nhưng sẽ cố gắng tới cùng mà không bỏ cuộc. Giống như việc chơi game, dù cậu có dở tệ có thua nhiều đi chăng nữa thì sẽ kiên trì tới khi thắng thì thôi. Tendo vui vẻ, đồng ý. Cô muốn thể hiện cho Amano biết tình cảm của mình nhưng phải cố nhịn để làm giá. Để đúng cương vị nữ thần nên phải bình tĩnh rồi hẹn ngày mai họ sẽ hẹn hò cùng nhau. Còn bây giờ tạm thời giải tán, nếu không còn ở lại cô nghĩ mình sẽ vô lấy Amano mà ăn thịt cậu ta mất thôi, thế thì còn đâu hình tượng nữa. Rồi Tendo co giò chạy thật nhanh khỏi đó. Hôm sau cô ấy ăn mặc thật xinh xắn dịu dàng để đi hẹn hò với Amano. Họ cùng vào một trung tâm giải trí mới mở. Thấy Amano lo lắng chưa biết đi tầng nào, Tendo liền gọi cậu cùng đi vòng quanh xem thử trước. Kết quả là sau bao nhiêu trò chơi Amano đều thua sắp mặt, nhưng thấy Tendo vui hơn mọi khi thì thất bại với cậu chẳng là gì cả. Cô ấy cũng nhận ra chơi bằng niềm vui khác hẳn với khi chơi vì giải thưởng, vì ép buộc bản thân. Họ cùng nhau khám phá bản đồ để tìm nơi tiếp theo trong trung tâm. Amano thấy hồ bơi liền che đi nhưng Tendo đã phát hiện ra. Cô ấy muốn tới đó nhưng Amano lại e ngại bạn gái mình sẽ khiến cho mọi người ở đó bị mất hồn. Tendo lại tưởng Amano không muốn thấy mình mặc đồ bơi gợi cảm nên cô dỗi. Amano đành chiều bạn gái đến hồ bơi chơi thử. Quả là Tendo mặc đồ bơi thì liền lung linh như lồng đèn sáng chói, khiến cho Amano suýt hóa cát bụi. May mà cậu cũng thuộc dạng cứng nên vẫn trụ vững. Thấy một cặp đôi đang chơi đùa dưới nước, họ cũng rủ nhau thử sức. Bắt đầu đưa ra luật chơi, Ai bị tóc ướt trước là thua, Amano càng tự tin vì mình chỉ có vài sợi ngắn ngủn còn cô ấy là cả một mái tóc vàng dài óng mượt. Nhưng kết quả vẫn là Amano thua tâm phục khẩu phục. Thế nhưng họ vẫn nhận ra nơi này không phù hợp với hai đứa nên rời đi. Bỗng nhiên bắt gặp Moji cũng ở đây, cô ấy bị hai thanh niên trêu ghẹo nên chạy tới núp sau Amano nhờ cậu giúp đỡ. Cậu lại ngại khi sợ Tendo ghen. nhưng cô ấy ghen thật. Cả ba ngồi lại nói chuyện mới biết Moji đi cùng em gái nhưng bị lạc cả hai quyết định đi tìm giúp nhưng Tendo không cho Amano đi mà chỉ cô với Moji đi tìm thôi. Amano nghe lệnh về trung tâm game chờ trước. Sau một hồi hai cô gái cũng quay lại. em của Moji đã về trước nên cô sẽ đi theo Tendo để chơi cùng. rồi cả ba vào đua xe cùng nhau. ban đầu Amano ngốc nghếch khởi động khá chậm chạp nên bị bỏ lại phía sau. lũ trẻ con thấy các anh chị chơi vui cũng xuống cả lại để cổ vũ. ngay trước vạch đích, Amano trong một quả bom phát nổ chính mình để ngăn cản hai cô gái chiến thắng. Kết quả là ra về Tendo không nói năng một lời nào. Khi trên xe chỉ còn cô và Amano thì cô mới bật cười thích thú. Không ngờ Amano chơi tệ nhưng sức sáng tạo thì không ngờ. Dù Amano toàn thua nhưng họ thực sự đã có một ngày hẹn hò vui vẻ. Noha vốn là hội trưởng hội học sinh, một người giỏi mọi mặt lại xinh xắn nhưng chưa bao giờ cô đứng ở vị trí số 1. Tuy học khác trường nhưng mục tiêu của cô là trở thành người xuất sắc hơn cả Tendo. Bởi Tendo quá nổi tiếng đến nỗi ai cũng biết tới cô ấy là người đứng đầu toàn diện. Noha còn có sở thích dị hợm là đi cải trang thành người lớn để vào mua game người lớn về chơi. Lần này mua xong cô gặp Amano và Misu đang trò chuyện với nhau. Bởi nghe tên ngố Amano kia nói chuyện khá bực mình nên cô cố nán lại nghe nốt cho bực mình một thể. Ấy mà lại thấy cậu ta khen một con game đồ họa kém nhưng nội dung cực kỳ hay cùng với quan điểm của mình. Noha liền thấy hứng thu với cậu ta. Không chỉ thế Amano còn muốn động viên những ai đang cố gắng âm thầm trong bóng tối để đạt được cái họ mong muốn, khác với những người sinh ra ở vạch đích khiến cho trái tim Noha thấy rung rinh lâu nay cô cũng phải cố gắng nỗ lực rất nhiều để đạt được đến hình mẫu là tendo nhưng không được tự yên nhận được lời động viên tuy không phải dành cho mình nhưng cô cảm thấy được sự cảm thông nên xúc động vô cùng trở về nhà noha đã quên giấu con game mới này đi nên bị chị gái phát hiện chị của cô là moji quay lại với nhóm quen biết lẫn nhau của amano họ cùng nhau tới nhà moji chơi trò cờ tỷ phú kết quả amano cưới azuji hạnh phúc moji thì thất nghiệp phải làm công nhân xây dựng Tendo và Tasuku thì giàu có nhưng phải đau khổ khi chứng kiến người họ yêu kết hôn. Nguyên nhân là vài ngày trước Moji khoe với Amano và Tasuku rằng mẹ mới mua cho cô bộ game này. Nếu chơi ba người cũng không vui lắm nên Tasuku đề xuất rủ thêm Azuji và Tendo, coi như có cơ hội giải quyết hiểu lầm của ngũ giác tình yêu này. Thế nhưng đời đâu như mơ, họ căng thẳng ngồi với nhau ở nhà Moji để rồi cuộc sống tiến triển như bói toán vậy. Azuji quay lượt của cô, sau khi kết hôn với Amano cô liền có con và nhận được tiền mừng từ mọi người. Tendo và Tasuku khóc tiếng mán khi vừa mất tiền vừa chứng kiến Amano và Azuji hạnh phúc. Tới lượt Tendo, cô quay vào ô thấy người mình yêu đã kết hôn rồi vùi mình vào công việc, đành cười gượng gạo để bớt đau khổ. Tasuku được quay liên tiếp hai vòng thì có người yêu mới là Moji, còn Moji quay vào ô bồi thường tinh thần cho những người bạn còn lại, quả là chớ trêu thay. Trong khi đó tình yêu của Amano và Azuji liên tục phát triển, sự nghiệp của Tendo không ngừng thăng tiến khiến cô giàu có vô cùng nhưng lại cô độc đau khổ. Còn Moji thì phát hiện ra người mình thầm yêu lại là người bên cạnh bấy lâu nay nên suy sụp hoàn toàn rồi lơ là công việc. Ôi mọi thứ của cái con game củ khoai này khiến cho Tatsuku thấy nó chẳng khác gì thầy bói. Chỉ mình cậu hiểu rõ nhất mọi chuyện giữa năm người. Tatsuku không muốn chơi trò ngu ngốc này nữa. Đúng lúc ấy em gái của Moji tới cửa gọi Moji ra ngoài. Tatsuku nhìn thấy điện thoại của Moji còn ở dưới đó. Lỡ có cùng thông báo game với Amano thì mọi chuyện sẽ lộ cả. Mà giờ Amano đang hẹn hò với Tendo nên cô ấy sẽ tổn thương mất nghĩ thế cậu liền gạt chân đẩy chiếc điện thoại đi lúc này azuji lại gần hơn với tasuku họ nói chuyện thực lòng với nhau nên có vẻ như hiểu lầm giữa họ đã được giải quyết còn tendo lại gần amano để hỏi chuyện bất ngờ amano còn nhiệt tình giới thiệu về game mình đã chơi lâu nay và còn cả người bạn quen qua mạng là mono nữa lúc này tasuku nhận ra thì đã quá muộn moji đi vào và nghe được toàn bộ câu chuyện từ miệng của amano cô ấy đâu ngờ người mình thích qua game lại là người thường xuyên cãi cọ tranh chấp với mình như thế cậu ấy ở ngay cạnh bên mà bây giờ cô mới phát hiện ra. Moji đau buồn vật vã, nhớ lại quá trình làm game khổ sở thế nào nhưng vẫn luôn có người ủng hộ cô hết mình. Không ngờ người đó lại là người mình ghét, gặp nhau là như chó với mèo thế này. Moji hỏi em gái để em tư vấn cho nhưng cô lại thấy không hài lòng với những lời Noha nói nên đấm cho em một cái u đầu. Sau đó lại lăn ra than trách duyên phận chứa trêu. Giờ là nghỉ hè, Moji ở nhà chán quá nên muốn ra cửa hàng mua thêm vài thứ. Cô hỏi em gái xem có cần mua giúp gì không. Nhưng cô em đang mải tập thể dục một mình, chỉ hỏi mượn máy tính của chị để xem phim chứ không nhờ mua gì cả. Đến cửa hàng, Mori bắt gặp Amano cũng ở đây. Cậu đi theo Moji để tới nhà cô ấy lấy đồ bỏ quên nhưng ngại nên giờ mới xuất hiện. Trên đường đi Amano luôn nhắc tới chuyện về Tendo làm Moji khá buồn. Cậu không hề biết trái tim nhỏ bé của Moji đang tổn thương, nhưng Moji vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để không bị Amano nghi ngờ. Tới nhà của Moji, dù đã thấy đồ Amano để quên nhưng cô đem giấu nó trong tay vào yêu cầu Amano ngồi chờ mình đi sạc điện thoại. Vừa mở được điện thoại lên nguồn. Moji đã vào game với hy vọng sẽ nói chuyện được với Amano qua đó nhưng ai ngờ cậu gõ cửa gọi Moji làm cô giật mình đánh rơi điện thoại văng ra chân của Amano. Moji hét lên chạy ra nhặt điện thoại của mình nhưng dẫm phải game trên sàn nên ngã ngoài ra đó. Lúc này Amano cầm lấy điện thoại và nhìn thấy tên Muno trong đó, còn cả trên máy tính nữa khiến cậu ngạc nhiên vô cùng. Moji biết không thể giấu thêm nữa nên cô đành phải nói ra sự thật. Đúng lúc ấy em gái chui ở trong chăn ra nói mình ngủ quên sau khi dùng máy tính, thấy cô em gái nên Moji đẩy luôn cái tên Mono là của em mình. Hôm sau đi học Amano tâm sự với Tasuku việc em gái của Moji lại là bạn thân thiết trên game của cậu. Amano vẫn không tin lắm, cũng thấy giữa họ không hề có chút cảm xúc nào cả. Sự thật lúc này chỉ có Tasuku và Moji biết rõ, nhưng cậu ta thấy Moji đã mất công nói dối nên sẽ tiếp tục giữ bí mật giúp của ấy. Tasuku sợ nói ra gì đó nên mau chóng chào Amano để đi làm thêm. Cậu thấy thái độ của Tasuku hơi khó hiểu nhưng thôi cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi mua game mới về trải nghiệm. Bất ngờ là gặp Noha ở đây, cô vừa sợ hãi vừa tức giận khi thấy Amano bắt gặp mình ở tiệm game 18. Cô yêu cầu Amano giữ bí mật việc này với bất cứ ai. Sau đó cô hỏi Amano nghĩ gì về chị gái mình và người tên Mono. Amano trả lời kiểu vui vui làm Noha tức giận đấm cho cậu ta một phát bay lên trời. Đúng là đầu óc chậm chạp đến thế rồi mà còn không nhìn ra nữa. Rồi Noha dẫn Amano đến chỗ chị gái mình. Amano suýt thì phun ra việc gặp Noha ở tiệm game người lớn. Noha đạp chân cho Amano một phát cho nhớ đời. Như lại làm Moji hiểu lầm về cậu ban ngày ban mặt đi mua thứ đổi trị lại còn dụ dỗ em gái nhỏ dễ thương của cô ấy. Đúng lúc đang chất vấn Amano thì Tasuku gọi đến cho Mori nói gọn lỏn một câu sẽ lựa chọn Moji rồi tắt máy. Đến chịu với mấy cô cậu thích nói một nửa còn một nửa để lại mới gây ra những hiểu lầm tai hại thế này. Amano nghe thấy tin sốc, tưởng rằng Tasuku tỏ tình Mori nên vội đi gặp Aruji. Cậu không biết nói với cô ấy thế nào nên mời Azuji tới cuộc gặp mặt dành cho các game thủ. Azuji từ chối vì cô không thích chơi mà cũng chẳng chơi giỏi. Chỉ vì cô yêu Tasuku nên cô mới chấp nhận game thôi. Amano đành mời Azuri ăn nốt phần bánh của mình với điều kiện phải tham gia. Azuji bị miếng ăn làm mờ mắt nên vội vàng đồng ý ngay lập tức. Amano ngồi nói chuyện với Moji và Noha chuyện cần từ chối Tasuku khi cậu ta đã có bạn gái là Azuji mà còn đi tỏ tình Amano cũng đau đầu lắm nếu như Azuji biết được chuyện này Moji vốn hiền lành nhút nhát nên chẳng biết nói gì cả Amano đành nhờ đến chuyên gia từ chối là Tendo nhưng cô ấy sợ Amano học cách từ chối để làm thế với cô nên cô không dạy Amano thấy giọng của Tendo hơi lạ cậu tưởng bạn gái mình gặp chuyện gì nên muốn chạy qua đó Tendo cảm động liền cảm ơn Amano và nói cô ổn cả còn không quên tặng cho Amano một câu yêu thương khiến cậu câm nín. Mori và Noha từng có chuyện gì nhưng Amano lại thốt ra rằng bạn gái cậu quả là người dễ thương nhất quả đất. Mori bực quá đập cho Amano một trận. Với Moji, việc từ chối ai đó đơn giản hơn rất nhiều vì cô vốn đã mạnh mẽ hơn chị mình. Điều này dẫn đến quyết định cả nhóm gặp mặt nhau sau khi tan học ngày mai. Thời khắc ấy cũng đến, Amano đứng dậy trước tất cả mọi người. Ai cũng chờ đợi việc mà Amano sắp nói sẽ nghiêm trọng cỡ nào mà phải có mặt đông đủ tất cả. Cuối cùng cậu thốt ra vài câu khen ngợi bộ game mới phát hành hệt như đang PR cho sản phẩm đó vậy. Kết thúc câu chuyện chẳng có gì xảy ra cả, Amano vẫn là thất bại khi đã không làm được dự định của mình. Mori buồn bã nằm ở nhà suy nghĩ, lúc ấy em gái đi vào và khuyên cô nên sống thật với bản thân kể cả Amano đã có bạn gái là Tendo hay mẹ của Tendo đi nữa. Thầy khuyên bà chị không được nên Noha để Moji ngồi yên tĩnh một mình suy nghĩ thêm. Hôm sau, Amano nhanh chân chạy đi mua con game mới ra mắt nhân cơ hội tasuku đi tìm moji để nói chuyện moji còn tưởng tasuku tới để hỏi cô về lời tỏ tình nên vô cùng bối rối đúng lúc đó tendo cũng có mặt họ cùng nhau đi tìm amano lúc đó azuji đi gặp lại các bạn cũ cấp hai thì bị chúng cười khinh miệt vì ngoại hình xấu xí quê mùa ngày đó chúng còn nhạo báng nhóm game mới của azuji như những con lợn khuyết tật khiến cô không thể chịu nổi kể cả những người ấy là otaku nghiện game như lại là những người bạn tốt của azuji không như những kẻ này chỉ là bạn mùng và chuyên sâu xé nỗi đau của người khác. Azuji rời đi còn không quên tặng lại cho người đã cười nhạo cô và nhóm bạn của cô một nụ cười thiên thần. Có lẽ điều đó mới khiến chúng khó chịu hơn là việc mình đau khổ và phản ứng tiêu cực. Trên đường đi Tendo luôn nhắc tới chuyện của mình với Amano mà như người nghĩ không còn thuốc chữa. Cả Moji cũng binh vực Amano. Thấy vậy Tasuku không đành lòng mà khuyên hai người con gái này thôi nghĩ về Amano mà phải lo cho bản thân nhiều hơn đúng lúc đó azuji ở bên đường nhìn thấy bạn trai mình ôm vai hai cô gái xinh đẹp thật không thể tha thứ được mà cô đau khổ bỏ chạy cả ba người liền chạy đuổi theo azuji không chấp nhận được nên nhanh tay gọi cho amano tới cuối cùng thì ba người họ cũng đuổi kịp azuji và giải thích cho cô hiểu mọi chuyện lúc ấy amano cũng hùng hục chạy tới cậu có vẻ rất lo lắng cho azuji mà quên cả sự có mặt của tendo hai người họ thân nhau cứ như anh em vậy thật khiến cho mọi người hiểu lầm mà sau sự việc đó tasuku và tendo đều cảm thấy buồn bã như bị bỏ rơi vô tình hai người cùng cảnh ngộ lại gặp nhau trên đường đi học họ vừa đi vừa than thở sự thay đổi của người yêu cuối cùng là thở dài khi thấy amano và azuji quá hợp nhau lại càng khiến bầu không khí thêm ảm đạm buồn bã nhưng tiếp tục thế này không phải cách hay giữa amano và azuji có những chuyện mà họ không biết tasuku quyết định sẽ tạo ra một tình huống mới để làm rõ hơn chuyện này tendo tò mò không biết cách của tasuku là gì cô đã quá nóng ruột với Amano và Azuji rồi. Tatsuko nói sẽ rủ Azuji còn Tendo rủ Amano đi hẹn hò hai cặp đôi với nhau. Mọi chuyện lúc này đã có Noha theo dõi họ từ xa. Tối đó Tendo gọi điện cho Amano để báo cho cậu về cuộc hẹn. Sau một hồi suy nghĩ ngần ngại cuối cùng Amano cũng đồng ý. Hôm sau họ khởi hành tới thành phố ảo. Amano và Tendo vô cùng hứng thú với mọi thứ trong game được tái hiện ngoài đời thật còn Tatsuko và Azuji thì ngược lại. Amano và Tendo thấy Tasuku với Azuji khá căng thẳng rồi họ trao đổi cặp đôi với nhau một ý tưởng thật điên rồ Tendo và Tasuku chạy đều bước phía trước để xem phản ứng của Amano và Azuji nhưng Amano và Azuji khá bình thản nhớ lại sáng sớm ngày hôm đó Amano và Azuji đã gặp nhau trong khi Azuji lo lắng không hiểu tại sao lại nghĩ ra trò hẹn hò này thì Amano lại khá thoải mái Azuji hỏi thì cậu nói rằng chuyện tình của bốn bọn họ sẽ kết thúc ở đây bởi có lẽ đây là thời điểm Tendo và Tasuku công khai hẹn hò. Vậy nên lúc này khi theo sau cặp đôi hoàn hảo thì Azuji và Amano thấy buồn bã vô cùng. Khi bọn họ chuẩn bị tạo tình huống nắm tay đối phương thì Noha và Moji xuất hiện. Có vẻ mọi chuyện đã nằm trong tính toán của Noha. Bởi tối ngày hôm trước cô đã cố gắng rủ Moji đi cùng mình. Noha với châm ngôn không ăn được thì đạp đổ, tất cả là vì hạnh phúc của chị gái. Vậy nên họ mới có mặt ở đó. Noha và Tendo vừa gặp đã khẩu chiến rất căng thẳng theo kiểu bóng gió. Amano không biết gì mà sen vào nói bị bắn cho phát ngất luôn. Sau đó Noha liên tục tìm cách dính với Tendo để đẩy thuyền cho Moji và Amano. Sau nhiều trò chơi cuối cùng họ cũng tới nơi đáng sợ nhưng thú vị nhất đó là lâu đài ma ám. Bên trong có rất nhiều cạm bẫy đáng sợ đang chờ đợi họ. Azuji đã đi với Tasuku. Tendo quay lại kêu Amano đi cùng cô thì chẳng thấy Amano với hai chị em kia đâu. Hóa ra Noha đã kéo hai người họ tới lối thoát hiểm ra ngoài. Lúc này Moji có vẻ chóng mặt rồi ngất đi vào vòng tay của Amano. Một hồi sau Moji cũng tỉnh lại, cô ấy bất ngờ khi Amano có mặt ở đây, còn ngạc nhiên hơn nữa khi nghe Noha nói cậu ta cõng mình ra tận đây. Noha để họ ngồi cùng nhau còn cô chạy đi mua nước. Lúc này Tendo gọi điện tới, Amano định đi thì Moji kéo cậu lại. Thấy Mori còn mệt và lo lắng khi ở một mình nên cậu ngồi lại chờ Noha về. Lúc này Moji hỏi Amano nghĩ sao về Mono, cậu nói người đó rất quan trọng nhưng cậu vẫn chưa thể chấp nhận được cô ấy là noha moji lại hỏi so sánh mono với tendo thì amano trả lời rằng mọi người đều quan trọng với cậu có cả tasuku azuji và moji nhưng tất cả đều xuất hiện sau khi cậu quen tendo nên cảm thấy rất may mắn khi gặp tendo và được hẹn hò với cô ấy amano thấy noha chạy về mà không đem theo nước cậu cũng thắc mắc lắm nhưng nghe cô ấy lớn tiếng thì lại thôi sau đó cậu kêu hai chị em đi tụ họp với mọi người moji không muốn nhưng bị amano kéo đi tendo và mọi người đều lo lắng khi đợi mãi không thấy amano điện cũng không nghe máy cuối cùng amano và hai chị em cũng về gặp mọi người cậu giải thích cho họ hiểu chuyện vừa rồi sau đó cả nhóm đi xem diễu hành rồng lúc này Tasuku đã nắm tay azuji bước đi amano cũng chủ động đưa tay ra với tendo cô nghiện nhưng vẫn ngại lắm còn moji cũng không còn buồn nữa hai chị em họ đi cùng nhau cũng rất vui vẻ cùng nói về câu chuyện của misu ba năm trước đột nhiên misu sực tỉnh thì thấy đang chơi xếp hình trong quán game còn những ký ức trước đó và cả quá khứ Misu không hề nhớ gì. Lúc này Misu đi lang thang thì gặp một cô gái tên là Jiki đang bị hai kẻ khống chế, cậu liền ra tay giúp đỡ. Sau đó cậu được gia đình cô ấy nhận nuôi. Thế nhưng tổ chức đó vẫn không buông tha cho Misu và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu và Riki. Rời khỏi cô ấy để đến trường học rồi tham gia sự huấn luyện nghiêm khắc của câu lạc bộ. Hôm nay cậu đã tiến tới bán kết của một giải đấu lớn. Điều không ngờ là đối thủ của Misu là Jiki dù ở phương xa và đang thi đấu căng thẳng nhưng misu vẫn ủng hộ cho amano và tendo hết mình vậy misu có thắng được người chị nuôi jiki trong lúc đó cả nhóm kia vẫn đi chơi tiếp mà không thấy noha đâu có lẽ cô ấy đã về trước để chị gái mình đi chung với các bạn thân và chuyến đi lần này mang tên tập huấn cho câu lạc bộ game năm thành viên azuji có vẻ không thích cái tên đó chỉ vì bạn trai cô thích chơi game nhưng cũng không đến mức là otaku như amano tendo và moji nên azuji vẫn tranh luận về tác hại của game với ba người họ nhưng tóm lại vẫn không nên nghe ba con nghiện game này trình bày nữa ăn tối xong cả nhóm ngồi nói chuyện về game chỉ có một mình azuji chống lại bốn người họ amano giải thích cho cô hiểu rằng game ứng dụng được trong đời sống như thế nào khi hiểu ra bản thân có thể thông qua game để tăng tình cảm với tasuku thì azuji liền định dốc hết túi nhờ mua vật phẩm tặng cậu ấy thế nhưng tasuku nói không cần những thứ đó chỉ cần mình azuji là đủ khiến trái tim cả hai người đều xuyên sao còn ba người kia được ăn cẩu lương no hơn cả bữa tối cuối cùng azuji vẫn chốt lại một câu rằng game là thứ rác rưởi khiến cả bốn người ngã ngửa trong khi tắm suối nước nóng tendo và moji vẫn không ngừng giải thích cho azuji hiểu ở khía cạnh nữ game thủ azuji chỉ mải chú ý tới thân hình đầy đặn tròn trịa của tendo và moji mà càng thêm tự ti về bản thân tối đó cả nhóm đã thống nhất ngủ riêng phòng nhưng lại tụ họp xích lại gần nhau để bàn về game về hướng phát triển cho câu lạc bộ azuji vẫn thắc mắc vì sao game đắt đỏ và mất thời gian thì họ lại phải lao đầu vào đó amano giải thích thay cho mọi người tuy là như thế nhưng giá trị nó mang lại cho mỗi người là khác nhau. Thứ nhất là giải trí, thứ hai là kết bạn, thứ ba là kỹ năng, thứ tư là giải thưởng cho con đường chuyên nghiệp, vân vân. Còn với riêng Amano, nó còn là nơi mang lại một thế giới mới, nơi được tận hưởng niềm vui, những cung bậc cảm xúc khác nhau, được tự do thể hiện bản thân rồi từ đó quên biết được với mọi người. Azuji cũng không còn gì để nói nữa, bởi cũng nhờ thế mà cô mới gặp và yêu Tasuku đấy thôi. Thật là thú vị. Thế nhưng cái trò kinh dị mà Amano đưa ra bây giờ thì mọi người xin kiếu, đắp chăn đi ngủ hết bỏ lại Amano một mình. Cậu chỉ biết cười thôi chứ biết làm thế nào bây giờ. Như vậy câu chuyện câu lạc bộ game thủ đã kết thúc rồi. Một bộ phim cho những ai đam mê về game, thể thao điện tử xen lẫn tình cảm học đường ngây thơ nhưng cũng thật phức tạp. Nếu thấy hay hãy để lại một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ trà sữa studio nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo.